Hello các bạn, hello mọi người. Hôm nay mình đi tới đây để mình đi mua trứng sữa. Mà cái này ấy, là nó bán cái chỗ mà cái nhà này này đó, nó bán cái nhà này nó không phải là đồ trong siêu thị đâu, mà đồ đặc biệt này là những đồ tươi hết đó. Tươi mà thường ấy, mà người ta ăn đồ tươi á, fresh là nó rất là tốt cho sức khỏe đó. Thì kể cho bây giờ mình tới đây mình coi cho họ để cái hình bò là đó, cho biết là tới sữa từ con bò. Cái nhà này gọi là Ai Khè Minh Hội Dệ. Đó, còn cái thùng bên này, chỉ chỗ này cho coi nè. Ở đây là một cái nhà mà đây người ta bán rít cà tô về là khoai lang. Đó, khoai lang giống Việt Nam đó. Đó, người ta bán này nè. Đó, một cái gói này là 6 đồng rưỡi 1 kg. 6 đồng rưỡi 1 kg, cái này là hàng bio. À. Bio, đó, 6 đồng rưỡi 1 kg, khoai tây, khoai lang nhà mình là coi nè. Cái này là người ta trồng xong người ta đào dưới đất lên người ta lấy liền, người ta đem người ta bán chứ không có phải qua bên supermarket, không phải qua siêu thị. Here is the cassa. Yeah. Cái này là cái thùng để tiền, mà lấy một gói này là 6 đồng rưỡi, xong rồi bỏ vô đây 6 đồng rưỡi. Get out of home, sit I kilo. Các bạn vô đi mua đồ nha, bây giờ mình đi vô mình mua đồ nè, chỗ này là Ai Khè Minh Hội Dệ. Cái này là cái đặc biệt của vùng nước Đức này các bạn ạ. Coi nè. Cái này á là một cái tủ mình mua đồ xong, cái mình bỏ đây tiền vô đây để mình trả tiền. Đó, mình có thể mua cái gì đây? Mình mua yogurt nè. Ở đây mình có thể mua yogurt này. Ở đây một hũ yogurt là 2 đồng. Đó, rồi mấy cái hũ yogurt lại phía dưới, còn ở trên đây là mì. Đó, tất cả những này 2 đồng 8. Còn ở đây là vừa sẽ 4 đồng một cây. À, đây là loại kê format, một cục kê này là bán 5 euro. Cái này khá đắt nhưng mà ăn cái đồ này là đồ ngoài như là chất lượng rất là tốt. Còn trên này là những cái loại mà vos, là những cái loại mà xúc xích, một gói xúc xích trên cùng rồi nó nhận thứ hai là 5 euro. Còn cái gói xúc xích thứ giữa nè, nó gọi là kê snack là 5 euro một gói, hay là bratwurst là một cái loại xúc xích mà trắng trắng này là 4 euro một bao. Đó, tất cả những cái hệ thống này. Các bạn coi này, bây giờ mình muốn mua một cái hũ yogurt. Và cái hũ yogurt này nó trị giá là 2 đồng. Cái số đó là 111. Thì trước nhất là mình bỏ tiền vô đây, 2 đồng. Đó, mình bỏ vô tiền vô xong, cái mình bấm 111. Đó. Xong rồi á. Đây này. Đây là cái hũ yogurt này. Tự động luôn. Mà cái chinh nè, đó, coi này vũ buộc nè, cái này là hàng vũ buộc, bio vũ buộc, khá đắt, 2 euro, 2 euro chắc khoảng 50 ngàn đồng Việt Nam rồi, nhưng mà chất lượng lắm. Và tiếp theo nữa là mình mua sữa. Cái hũ sữa này á, là sữa tươi, nó lấy từ con bò tươi tươi ra, ứa cái số là 117. Bây giờ mình bỏ tiền cho trước cũng 2 đồng. 117. Đó, coi cái hệ thống đó nè, nó làm hay lắm. Mà người ta mua đây nè, nó để cái chai ra, xong rồi từ cái chai này á, nó hà xuống, cái mình lấy cái tay mình đè vô. Đó, các bạn coi nè, rồi mình lấy cái vỏ chai này ra. Cái chai này không á, là mình phải trả tiền cước đó là 2 đồng. À, sao mình lấy từ cái chai này mình tới đây mình lấy sữa. Cái chai này là 2 euro là khoảng 50 ngàn á. Bây giờ mình vô đây mình mua sữa, mình để vô đây, mở nắp này ra, mình để chai vô đây, rồi bây giờ mình phải trả cho nó là tiền là 1 đồng 1 lít. Đây này, cái chỗ đây là tất cả những cái loại mì mà người ta tự làm, sản xuất bằng gọi là sản xuất bằng tay á. Đó, đây là house kimat iron noodle, là người ta sản xuất, họ tự làm chứ không phải là bằng máy nhiều thiệt nhiều một lần công nghiệp, mà này họ tự làm. Cẳng này là noodle nhỏ nè, mì nhỏ, mì lớn, đủ tất cả các loại. Chẳng hạn như một cái gói này nhỏ nha, 500 gram thì nó bán là 2 đồng 8 euro. Đó, còn ví dụ như cái loại mì dài này, nó đang giống như mì của Ý, nó nấu spaghetti á, thì cái gói này là 500 gram thì nó bán là 2 đồng 8 euro. Mà cái mì này làm giống như mì Ý. Còn cái mì này nữa là nó gọi là Bunter Spirelli, là cái mì mà nó có nhiều màu,
Đó, cái hình dạng nó sống 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 vậy nè. Nửa trăm, 500 gram nó bán 2.8. Và cái chỗ này là honey, là mật, mật ong. Ở mật ong này á, là nó làm từ là hàng này là hàng rất là hàng ăn rất là tốt. Cái này là mấy cái hũ mứt marmelade, là những cái hũ mà mứt để người ta bên Đức này người ta hay người ta ăn với bánh mì á, ta lấy một cái mứt này ta quét ra cho bánh mì xong tụi ăn. Còn trên này nữa là cái öl. Cái này là một cái dầu ăn để chiên đồ ăn đó, nó kêu là raps öl. Cái này thì nó làm một một chai gì á là nó bán cứ 4 euro. Mắc ép luôn á. Mà ngoài siêu thị nó bán một chai con 1.5 đồng, cái này bán 4 đồng. Và hoàn toàn toàn là hàng hàng đặc biệt. Đó, ngoài ra nó còn có thêm đây là jams, mấy đồ ăn này là những cái sốt để ăn với bánh mì. Rồi là fries, đây là jams, đây là những cái sốt này, Asia sốt cũng có này. Cái sốt này của châu Á mình nè. Đó, cái này là sốt của châu Á. Đó. Này là sốt xoài, này là sốt cà chua, này là sốt barbecue. Còn đây là những cái loại dưa, đây là những cái loại gherkin, này là cái loại là dưa leo nhỏ nó chua chua ngọt ngọt này, coi cái dưa leo này này. Một lọ vậy là nó bán tới 2 euro. Này nó chua chua ngọt ngọt. Còn đây là cà tô phần ở 2.5 đồng, là bán 2.5 đồng một gói vậy này. 3 kg. Cà rốt tình đây, xì vi bề là hành. Hành thì nó bán là một củ vậy, hành dày thì nó bán 20 sen. Một củ vậy là 20 sen. Đó. Cái này là nó trồng xong rồi nó hái ra liền. Nó gặt hái liền xong rồi nó bán một củ vậy là 20 sen. Còn nếu như mình mua 1-2.5 kg thì nó bán 3 euro. 1-2.5 kg bự vậy là 3 euro. Mà cái này là hàng nó gọi là Neue Ernste. Cái này là mới hái tức thì, mới gặt hái tức thì. Ngoài vườn, ngoài đồng ruộng. Đó. Còn đây là kem, giới thiệu các bạn cái này kem ấy là nó tự làm bằng nó tự làm một cái hũ kem như thế này á, là nó gọi là ví dụ như là speculatius ice, một hũ kem dày là nó bán 5 euro. Dạ. Đó, cái kem này ăn rất là ngon, bổ lắm. Ví dụ như kem này là kem Simt, là kem quế, ăn rất là thơm trong mùa Noel. Noel ở đây người ta hay ăn cái loại kem đó. Còn cái hũ nhỏ này nè, một hũ nhỏ vậy thôi, 80 gram nó bán 1.8 đồng. Nó kleine Bäckchen, nó là Erzbeer, sọa bét, một hũ kem nhỏ vậy thôi nó bán 1.8 đồng. Đó, bây giờ mình mua cái này xong một hũ á, xong rồi mình tiền mình tự động mình trả tiền vô trong thẩu kia tự giác. Các bạn à, cái hũ kem này nghe là hàm kem này gọi là Bauernhof Ice, là một cái loại kem mà người ta làm sản xuất ở tại bằng tay ở nhà. Đó, những cái vật liệu trong này á, những toàn là ví dụ như trứng, người ta dùng người ta lấy từ trứng mà ở vùng Bauernhof là những nơi mà người ta cho gà nó đẻ, sau đó thì người ta lấy trứng này người ta đem làm ra cái kem này nữa. Đó, chứ không phải là những cái trứng mình mua ngoài siêu thị để làm kem. Một cái hũ kem gì 100 gram, thì cái này khoảng 100 gram, để coi lại thì bao nhiêu, 80 ml, thì mình đã bán 1.8 đồng. Đó, mình lấy sẵn 1.8 đồng rồi ha, cái mình tự động có cái thùng này mình bỏ tiền, cái mình thả tiền vô đây. Đó, mình phải thật thà và mình phải làm việc rất là nguyên tắc, mình lấy thì mình phải trả tiền. Đó, mình bỏ vô đây 1.8 đồng. Rồi, một hũ kem này khi mình lấy xong rồi thì mình đi về. Hi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã về tới nhà rồi. Dạ, mình đi mua tất cả những cái đồ mà tại Bauernhof. Mà Bauernhof dịch tiếng Việt á, là những cái đồ mà ăn mà người ta làm từ những cái nông trại. Đó, những cái nông trại. Rồi người ta lấy từ những cái nông trại đó có những trứng, có những trứng, có những sữa từ con bò, người ta vắt từng lít lít sữa ra rồi người ta bán, cho nên nó rất là tươi và uống rất là bổ. Chẳng hạn như đây này, đó là cái sữa mà mình đấy mình mới mua về đó, bây giờ mình sẽ uống thử cho các bạn coi. Nó ngon lắm, nó béo 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 mà nó rất là ngon. Mỗi một sáng ấy, hay mỗi buổi tối mà uống một ly sữa này vô là trời ơi, sức khỏe, nhiều calcium. Uống vô coi như là khỏi bị đau đầu gối luôn. À, cũng có thử ngon không nha. Ôi nó lạnh mà nó mát, béo 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 mà nó ngon ngon. Đúng là sữa tươi, từ con bò. Ngon thiệt. 1 euro 1 lít. Mà tính ra ở siêu thị ấy, nó bán là khoảng chừng 80 cent 1 lít. Như vậy thì sự cách biệt giữa tươi của nông trại người ta làm ra sữa thì
nó khác biệt có 20 cent nè. Nếu mà thật sự ở gần nhà mình là mỗi ngày mình đi ra đây mình mua sữa mình uống mình thấy bổ hơn đó. Đó mình giới thiệu cho các bạn, giá ngon lắm. Tiếp theo đây là kem mà người ta làm cũng như nãy mình đã kể rồi á, là tất cả những cái này là từ những cái nông trại, hoặc là họ có những cái nơi mà người ta làm toàn là vì sữa từ nông trại, kem từ nông trại đó, người ta lấy ra người ta làm kem này, ngon lắm. Chứ không phải là kem làm trứng công nghiệp người ta làm kem, mà cái này là cái trứng từ những cái nông trại, con gà nó đẻ ra rồi người ta làm. Giống như con gà nó chạy rong rong ở ngoài Việt Nam mình đó. Xong rồi cái ta lấy cái trứng nó ra, rồi người ta đi làm cái kem, làm cái bánh. Ngon lắm. Ngon tuyệt vời. Ăn là mình cảm thấy là cái sự tươi của nó, cái tươi mát. Rất là ngon. Các bạn ơi, kem này ngon ghê. Cái này là Smith Bailey. Là cái kem này nó có một mùi thơm của một cái chất rượu tên là Bailey nữa. Đó. Mà thật ra nó bán 1.8 đồng mình thấy cũng không đắt các bạn ạ. Một cục Kugan mà nó bán hàng kem của Ý là nó bán cũng đã 1.2 đồng rồi. Cái này bán 1.8 đồng mà hàng mẹ thằng xịn nữa. Cho nên là thấy cũng không đắt. Cũng ok. Và cái này gọi là Natur Yogurt Mint. Thì tiếng Việt mình đã gọi là gì? Da ua đó. Da ua mà da ua sữa. Mà ăn da ua sữa đó. Ăn rất là ngon. Bây giờ mình làm thử cho. Mình ăn lấy ra ăn thử nha. Ngon lắm. Các bạn ở bên Đức á. Các bạn ở bên Đức này mình nói mình này, cái này nhiều khi có nhiều người cũng chưa biết á. Thì mình nhắc thêm. Này các bạn coi này. Thế nó mịn dễ sợ chưa? Thế nó mịn vậy đó. Cái này là một loại da ua. Quậy lên nha, mình quậy đều lên. Sáng sáng mình hay ăn sáng da cái yogurt này là cái da ua này nè. Mình hay ăn sáng với lại trái cây rồi thêm chút mật ong. Đó, bây giờ mình thử coi ngon nha, nó trắng vậy nè. Đó, nó mịn dễ sợ, nó trắng. Bây giờ mình ăn thử coi ngon không? Cái này là mình ăn thử mấy cái loại này, loại là da ua, tiếng Việt mình nó kêu là da ua mà tiếng Đức nó kêu là yogurt. Wow, fine. Ngon quá. Nó giống như ua Việt Nam mình thiệt. Cái này là hàng tươi thì giống như ua Việt Nam mình thiệt, nhưng mà bổ nó ăn rất là tươi. Thử muỗng nữa nha, thử muỗng nữa nè. Ngon tuyệt vời. Đây là trứng tươi mới mua tức thì. Gà mới đẻ xong chạy rong rong. Gà nó đẻ xong rồi cái gà người ta họ đem vào lấy trứng này, gà ta để ta bán. Đó, cái này là trứng giống như Việt Nam mình, ở Việt Nam á, gà chạy ra rong 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 mua, đẻ một cái mua đem về. Bây giờ chiều nay á là mình làm chả trứng. Ăn tươi vậy rất là ngon. Hay là mình luộc lên xong rồi mình làm với nước mắm ăn y chang như Việt Nam đó thì đó là tuyệt vời. Tại vì cái này ra hàng là hàng này là hàng xịn từ nông trại. Chỉ cần đi mua bố, chứ còn kiếm như các bạn mà mua ngoài siêu thị đó. Trứng mà các bạn mua ngoài siêu thị á, của mấy cái hiệu da, mấy cái hiệu đó thì thật ra nó bán có 1.99 đồng một gói 10 cái trứng. Nhưng mà tất nhiên là trứng đó là trứng công nghiệp, còn cái này là hàng nông nghiệp. Đó, trứng gà đẻ ra lấy trứng ăn liền. Còn bổ tuyệt vời. Hy vọng ăn xong cái này là gì? Sức khỏe dồi dào. Các bạn à, nãy giờ mình đã chia sẻ với các bạn thật là nhiều về những cái đồ ăn mà từ những cái Bauernhof, là những cái đồ ăn mà từ những nông trại. Thì mình rất thích ủng hộ cho những người dân làm việc ở những cái nông trại mà mua những cái đồ này á, là nó vừa bổ vừa ngon, giữ gìn tốt cái sức khỏe. Cho nên mình rất thích ủng hộ cho những người làm việc này. Họ làm việc bằng chân tay và họ kiếm tiền. Chứ mình không muốn đi tới những cái siêu thị, mình ủng hộ cho mấy ông chủ siêu thị, ông quá giàu rồi. Cho nên là mình rất ủng hộ cho những người này. Đó, tại vì họ làm việc rất là cực nhọc, họ bán đồ tươi. Đó là cái điều mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn. Và mình thật sự rất cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý và lắng nghe những cái gì mình chia sẻ. Thúy sẽ rất vui nếu các bạn like, comment, rung chuông. Ok, bye!